gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì ra, số gì ra. Chị ông đâu 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 nè, chị bay đi đâu nè, qua nợ ở những cánh thăm nè, đi tìm mật siêu nặng nè. Chị ông uống mình quanh quanh đôi cánh chào qua, bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm nhùi nè, tìm mật ong núi đời nè, chị dẫn theo cú mè nè, chăm làm không nên lời, số gì ra, số gì ra. Yo. Sóng bắt đầu từ gió nè, gió bắt đầu từ đâu nè, em cũng không biết nữa nè. Khi nào ta yêu nhau, số gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì ra, con số gì ra. Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất, ý a ý a, làm sao cho heo mau lớn nè, làm sao cho heo mau lớn, ý a ý a. Heo không đòi ăn cơm nè, heo không đòi ăn cám nè, heo chỉ cần em bé trên tay âu. Mình phải thoa lên làn da mình trước để 15-20 phút mình gỡ ra. Thì lát em sẽ vô trong hồ bơi, em sẽ bơi một con chó dồi trong đó. Thì mọi người ủng hộ dùm cho em. À, điều đặc biệt ta có thể tắm mặt như vậy nha, tắm mặt cho em luôn. Dạ, ai mà da đen da ơ có thể xài được cái gì nha. Da đen da ơ gì có thể xài được hết. À, tắm trắng thang tre cho con nha. 490 ngàn, 490 ngàn, cứ để số điện thoại dùm cho em. Da càng đen xài càng trắng. Đây là sản phẩm tắm trắng AIA Skin, là chuyên cái dòng tắm trắng mà ta nói tẩy tất cả tế bào chết nè, cũng như là những cái mà đen đúa, những cái mà đen lâu năm thì nhanh tay lên sử dụng giùm cho em. Tắm trắng xong mà có người yêu luôn, má nào mà ta nói chồng bỏ chồng chê sức dùng cái là chồng mê tới già như vậy nha. Khi mà mình sử dụng xong thì mình kỳ giùm cho em, lập tức là da mình sẽ trắng lên và sáng lên. Một chai như thế này là bên em bán là 490 ngàn cái gì nha. Anh nào chị nào mua để số điện thoại giùm cho em. Cừ xỉu con chim hả? Rồi con ngày mai không biết gắn gì lên đầu nữa vậy? Không biết gắn gì, quý vị có ý kiến gì gắn cho em đi. Ngày mai em tự gắn nè quý vị ơi. Khi mà mình chà ra và khi nó khô rồi thì mình kỳ ra giùm cho em. Lập tức những cái dơ nè, những cái mà tao nói đen nè, nó sẽ ra hết như vậy nha. Tuy nó xuất vô nó hơi đen đen, nó hơi xấu xí thiệt, nhưng mà sau khi mọi người mà lột đi cái xấu xí đó thì cái làn da của mọi người trắng trẻo cực kỳ. Trời ơi, trắng liền, trắng mê mệt thì nhớ gì nha, trắng mê mệt liền. Hoặc là mình có thể tắm là mình xích xong, mình xích xong cái mình vô toilet gì mình tắm mình kỳ ra sạch sẽ như vậy nha, cực kỳ trắng. Nếu mà không trắng thì bên em hoàn trả lại tiền cho gì luôn. Đây là một bộ là chai màu đen này, là một cái tắm trắng màu hồng cái này, cũng như là một cái chai ban đêm và một cái chai body ban ngày, là tổng cộng bộ này là 1.470.000. Mà nếu ta mà mua lẻ là 490.000 một chai như vậy nha, 490.000, cực kỳ ok và cực kỳ quả. Da mình sẽ trắng lên, sáng lên, bật tông tức thời luôn. Thì bây giờ mình rửa mặt dùm cho em. Và khi đó mua hàng để số thoại giùm cho em chị nha, cái này trắng xài đã lắm nhau gì nha. Anh chị em nào mua hàng để số thoại giùm cho em chị nha. Thì đó, bây giờ mình sẽ gỡ giùm cho em. Tuy là mình xức lên nó hơi đen đen, nó hơi dơ thì xíu, nhưng mà khi mà mình rửa ra thì lập tức cái làn da mình sẽ cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Ví dụ như anh chị em nào mà ta nói Vũng Tàu Vũng ơi gì đó, mà ta nói bây giờ đi làm rồi da đen quá thì nên sử dụng một bộ giùm cho em đó, sẽ rửa ráng sạch sẽ như vậy nha, rửa ráng sạch sẽ đây. Trời ơi, nó trắng lắm nhau gì nha, trắng cực kỳ trắng và cực kỳ mê luôn. Anh chị em là mua hàng thì bây giờ cứ để số điện thoại giùm cho em, để một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Nhanh tay lẹ chân cái gì nha, nhanh tay lẹ chân xe live stream và sim live stream giùm cho em đó. Rất là trắng, là xài là mê liền, xài là mê liền cái gì nha. Xong cái mình sử dụng cái sữa tắm hàng ngày này, cái chai sữa tắm hàng ngày như vậy nha. Sau khi mình tắm cái ban đen xong hết trơn, nó trời dòi là da mình sẽ trắng lên, mịn màng lên và trắng lên dòi. Thì mình sử dụng cái chai tắm trắng hàng ngày giùm cho em. Thì trong đây nó tinh chất là lựu đỏ như vậy nha. Khi mình xịt ra thì nó sẽ đỏ 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 với tinh chất là lựu đỏ. Thì mình sẽ sử dụng làm da của mình, không hề kích ứng da như vậy nha. Nếu mà kích ứng da thì thấy ông em xà anh da mặt được luôn gì, nó biết an toàn như thế nào rồi. Sức lên da của mình thì lập tức bọt có rất là nhiều như vậy nha, bọt rất là nhiều, nó làm cho da mình căng nặng, mình có thể xoa lên da mặt, làm sữa rửa mặt được luôn, sữa rửa mặt được luôn, và đặc biệt là trị mụn lưng cho mọi người luôn. Ví dụ như ai mà bị mụn lưng nhiều quá thì sức lên giùm cho em, lập tức mụn lưng sẽ không còn như vậy nha. Là trắng cực kỳ trắng mịn màng, trắng bóng như vậy nha, trắng là trắng bóng bóng mượt mà luôn, trắng mà trắng muốn hồn luôn. À, nhiều khi mình không đẹp nhưng mà mình phải trắng như vậy nha. Chứ nhiều khi mà không đẹp mà bị đen nữa nhìn nó rất là dơ như vậy nha, dân chúng sẽ nói ôi trời sao mà dơ quá như vậy nha.
là phải sử dụng tấm trắng dành cho em. Và mình phải nhớ nuôi dưỡng làn da của mình. Tấm trắng là mình bón phân, bón nước cái cây á, thì mình càng bón nhiều, mình càng làm nhiều, cây nó càng phát triển, cây nó càng tươi tươi tốt như gì nha. Còn nếu như mà mình ngưng, mình làm biếng thì chắc chắn một ngày là tao nói nó sẽ đen lại. Vậy đen lại là mình phải dưỡng dùm cho em, phải dưỡng dùm cho em đi mọi người ơi. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người một bộ là 1.470.000 thì mình đang tặng cái gì, một cái chai tẩy tế bào chết và phi ship toàn quốc cho mọi người luôn, lau người cho khô rồi đi à. Xong rồi mình xức kem body lên giùm cho em, xức cái kem body lên giùm cho em đây. Thì cái chai body sẽ như thế này đó, và mình xức lên mà nó không bết dít như những loại kem body kia nữa chị nha. Mình xức lên đây với tinh chất kem cực kỳ mịn màng như thế này, thì mình xoa nhẹ lên làn da của chúng ta và nó cung cấp độ ẩm cũng như là collagen cho làn da chúng ta như vậy nha, làm da chúng ta sáng lên, trắng lên. Chị em nào mà đang ở nhà mà cần tắm trắng thì nên ở lại livestream của em và sở hữu một chai dùm cho em để một làn da trắng mịn màng và không tì vết nha mọi người. Mọi người ơi, da mình sẽ mở ra liền, mở ra 2-3 tông liền như vậy nha. Ủng hộ dùm cho em, anh chị em nào mua một bộ dùm cho em, mình phải mua một bộ và mình sử dụng một bộ dùm cho em. Một bộ là 1.470.000. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người một bộ thì mình sẽ tặng cho chị một cái chai tẩy tế bào chết. Anh chị em là mua hàng để lại số điện thoại giùm cho em.